thấy đâu mọi người chưa vào xem nữa. Đợi mọi người vào xem. Anh nhớ không có ai lên coi chuyện của mình hết trơn. Xin chào mọi người. Hello. Vi có xài mặt nạ trị mụn nào không? Chỉ mình với. Vi từ đó tới giờ cái cơ địa của cái mặt mình nó không có nổi mụn, cho nên là mình không có biết cái sản phẩm nào trị mụn hiệu quả hết. Xin chào anh nó. Đâu rồi, chạy nhanh quá không thấy. Thấy rồi nè. Xin chào các bạn ơi, các bạn có thắc mắc gì về cái việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình không? Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ bí quyết cũng như là tư vấn cho các bạn. Khi nào chị Vi ra kem body? Có thể là 2 tuần nữa thì kem sẽ về á. Nhấn bí ở Venus bao lâu là phải nhấn lại vậy Vi? Mình là nhấn mí là 1 năm hơn rồi đó, là mình chưa có nhấn lại. Mình nghĩ là sẽ rất là lâu nè. Vi chia sẻ clip tăng cân, đang không clip giảm cân đây, để Vi sẽ làm clip giảm cân. Hát đi Vi ơi, mình hát rất là dở cho nên là mình sẽ không có hát đâu. Hai con mèo của mình, đó là con Mikun đang ngồi trước mặt mình, còn con Kuro thì không biết, con Kuro không biết ở đâu hết. Các bạn thấy hôm nay mình mới mua cây đèn rất là ảo diệu, chim rất là đẹp đó nha. Ai da. Em cắt mí ở đâu vậy bé? Em, cái mắt của em là bấm mí. Em bấm mí ở Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5. Mũi Vi làm bao nhiêu tiền vậy? Mũi của mình là mình làm sụn tự thân. Mũi của mình là làm sụn tự thân là khoảng 42 triệu và bao gồm cái tiền mà mình rút cái sụn nhân tạo của mình ra là 45 triệu các bạn. Giá nhấn mí bao nhiêu em? Giá nhấn mí các bạn đợi mình xíu. Chín. Bấm mí là 8 triệu và đang giảm còn 6 triệu nha bạn. Màu son của mình đẹp hả? Màu son của mình đẹp không? Da chị có truyền trắng à? Da Vi hồi đó có truyền trắng. Giá nhấn mí của bên Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, cái chỗ mà Vi làm đó là con mắt của mình là 6 triệu nha bạn. Giá gốc là 8 triệu mà hiện tại thì đang giảm còn 6 triệu. Màu son của mình đẹp không? Mình thì từ đó tới giờ mình thích mấy cái màu son này. Mình không tha được son đậm, mặt mình sử dụng son màu đậm nó nhìn nó rất là quê. Em ơi, phun mí mở tròng hay là nói mi? Vi có phun mí mở tròng, còn lông mi của Vi là đang là lông mi thiệt á nha. Sụn tự thân là ở đâu vậy chị Vi? Sụn tự thân là ở phía sau lỗ tai nè, với lại là phía phần bên sụn ở đầu. Mũi bảo hành mấy năm? Mũi là mình làm xong được bảo hành vĩnh viễn luôn á bạn. Đau mất tiêu rồi. Lúc Vi làm mũi có hút dịch không Vi? Không, lúc mình làm mũi thì không có hút dịch, nhưng mà nếu mà mũi khách có bị cái vấn đề gì thì bác sĩ sẽ làm hết cho khách. Nhấn vĩnh viễn nha bạn. Nhấn là vĩnh viễn nha bạn. Mắt của mình nè, mắt của mình là bấm mí.
giá ngực là bao nhiêu vậy Vi? Hiện tại thì giá ngực tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là đang dao động từ 52 triệu cho đến là 80 triệu nha bạn. Rất là nhiều giá cho các bạn lựa chọn, cho nên là nếu mà các bạn muốn làm thì các bạn nên lại tư vấn. Nhưng mà thật ra các bạn hỏi về cái mình về cái kinh nghiệm làm thì mình cũng biết được chút chút. Đâu mình biết được nhiều đó, tại vì mình làm nhiều quá chứ. Ngoài nhấn mí với mũi thì Vi còn làm gì nữa không? Nhấn mí với mũi thì mình trên mặt mình là mình còn làm càm nữa. Càm của mình nữa, mình là độn càm. Độn càm cho càm mình nó hết bị lẹm chứ không phải là độn càm để càm V-line. Mình thì không thích V-line nhọn, nhìn nó sẽ không có tự nhiên. 17 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ mũi được không chị? Được em. Hồi đó chị 17 tuổi rồi chị đã làm mũi với là bấm mí rồi đó. Ngực Vi size bao nhiêu vậy nhỉ? Size túi ngực đó, hay là cái size mình của mình đang bây giờ? Bạn xinh lắm. Vi có phun môi không? Vi có phun môi nha. Vi có phun môi có màu hồng hồng lợt lợt. Có tắm trắng không? Mình có tắm trắng nữa. Nhấn mí đau không chị? Nhấn mí hả? Nó hơi hơi đau, hơi tê tê thôi chứ không có đau nhiều. Tại vì nhấn mí là tiểu phẫu mà. Ở bên Hàn Quốc là nhấn mí không tính vào cái hàng là phẫu thuật thẩm mỹ luôn á. Tại vì nó rất là bé. Em có tiêm càm không Vi? Thì chưa có tiêm gì trên mặt của mình. Làm mũi như Vi, mũi của Vi là 45 triệu nha bạn. Và ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì có rất là nhiều cái giá mũi từ 15 triệu cho đến là 50 triệu luôn. Mình phun mắt với là mình làm chân mày ở chỗ chị Chi Vi á bạn ơi. Đẹp mà màu son nhìn nhẹ nhàng xì tin, đúng rồi, màu son của mình. Bị viêm mũi làm được không chị? Cái này thì chắc là phải lại bác sĩ khám mới biết được. Độn càm bao lâu thì tự nhiên vậy là giá bao nhiêu? Hồi đó mình độn càm á, tại vì cái cơ địa của Vi rất là mau lành. Mình độn càm là tầm một tuần là cái mặt mình bình thường, là mặt mình ít khi nào sưng khi mà phẫu thuật thẩm mỹ. Và cái giá độn càm là hiện lúc mình làm là 15 triệu nhưng mà bây giờ đang giảm còn 12 triệu các bạn. Làm mũi bác sĩ nào vậy? Mình làm mũi bác sĩ Huy. Bác sĩ Huy của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Làm mũi kiêng bao lâu mới đẹp được như vậy? Kiêng là kiêng ăn, nếu mà kiêng ăn mình kỹ thì mình kiêng ăn một tháng. Còn Vi là kiêng ăn một tháng các bạn. Mình cũng kiêng vận động mạnh. Vi ơi làm ngực như Vi bác sĩ nào á? Vi làm ngực là bác sĩ Huy luôn. Và mình làm ngực là cái giá đó mình làm bao nhiêu mình quên. Tại vì đó mình làm nguyên một bề luôn. Hình như là tầm 70 mấy 80 các bạn. Là một cái túi ngực nano có chip ở bên trong đó. Là hiện tại thì cái túi ngực đó là xịn nhất trong cái dòng túi ngực. Là túi ngực là gel nha các bạn chứ không phải là silicon đâu nha. Răng của Vi thì là mình làm ở Hà Nội. Nếu như mà các bạn nào muốn làm thì các bạn có thể inbox cho Vi, nhưng mà cái giá thì nó hơi hơi cao. Giá mũi silicon bao nhiêu chị nhỉ? Nâng mũi là sụn nhân tạo là 15 triệu nha bạn. Xe túi ngực hả? Xe túi ngực của Vi là 300cc, là mỗi bên 300g, hai bên là 600. Nhấn mí hỏi thật lòng đau không em? Thật ra là nhấn mí là tiểu phẫu, nó không có đau nhiều đâu bạn. Đau từ từ nha mọi người, từ từ mình đang coi. Em muốn thu nhỏ cánh mũi tầm bao nhiêu? Coi thu nhỏ cánh mũi tầm bao nhỏ nè. Hình như bữa chị đọc là tầm mười mấy triệu ấy gì đó em ơi. Nếu mà các bạn là muốn tư vấn kỹ hơn thì các bạn gọi vào hotline của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Không thì các bạn nên đến nơi để gặp được bác sĩ và là tư vấn cho các bạn hiểu hơn nè. Vi có gọt hàm không? Vi thì không có gọt hàm. Mình thì có độn càm chứ không có gọt hàm. Thu gọn cánh mũi là 6 triệu nha các bạn. Bữa nào livestream tư vấn bán vòng ở vòng cái này. À mình đang nhập một cái vòng mới về, cái sợi chỉ đỏ và cái kiểu mới về á. Vi hay đi spa ở đâu? Mình hay đi spa ở Dr. Skin. Gọt càm như thế nào chơi? Em bị mớm tính gọt càm. Chị không có gọt càm cho nên là cái này là chị không có gành. Cho nên là em nên đến gặp bác sĩ để tư vấn cho kỹ hơn.
Dạ, mũi lành rồi, va chạm mạnh có đau không chị? Hiện tại thì mũi chị lành hẳn cho nên là va chạm thì cũng thấy chị thấy bình thường. Nhưng mà lúc mới làm tầm 1 tháng đầu thì mình nên kiêng, mình đừng có va chạm mạnh với là đừng có vận động mạnh. Đi xuống đi cứ. Phun môi ở đâu thế Vi? Phun mắt bao lâu làm lại bé? Chắc mình tầm 2-3 năm mình nó lật lần thì mình phun lại. Đợi xíu nha, từ từ nè, đang kéo dọc nè, nhiều quá trời nhiều. Cắt mí bao nhiêu? Cắt mí và bấm mí là hai cái giá khác nhau nha các bạn. Bấm mí là thứ là mắt của mình, là bấm mí là 6 triệu, còn các bạn cắt mí là nó có hai giá là 8 triệu với là 12 triệu. Gọt hàm như thế nào á, mình thì không biết gọt hàm như thế nào. Chị Vi bao nhiêu ký? Hiện tại thì chị Vi là 47 ký. Chia sẻ cho mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ nhiều nhiều lên. Mọi người chia sẻ livestream của Vi để được giảm giá khi mà mình qua bên thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus phẫu thuật thẩm mỹ nha. Mình có tag bác sĩ Huy ở trong cái livestream của mình đó các bạn. Mũi em làm dáng gì? Hình như cái mũi của Vi là mình cũng hình như là ít like, nhưng mà mình không thích làm cao, mình thích là làm cái mặt mình cho nó tự nhiên. Nhưng mà các bạn nữ ngày nay thì các bạn thích làm cao, nhưng mà mình thấy mình làm cao thì nó sẽ không đẹp. Các bạn đang theo cái tông là tông Tây á, các bạn hiểu không? Nhưng mà ví dụ như cái mặt của mình, cái mặt của Vi là cái mặt miền Tây thì không thể nào làm thành người Tây được, cho nên là mình chỉ sửa cho mình đẹp lên thôi. Mình đừng có ham đẹp quá, nhiều khi mình ham đẹp quá nó thành một cái gì đó, nó rất là dị. Chị có bơm môi không? Môi Vi là không có bơm. Chị giảm được nhiêu ký? Giảm được cái tầm 2-3 ký thì à. Làm ngực đau nhiều không em? Làm ngực thì chắc là mình đau 2-3 ngày đầu. Nếu mà nói mà làm ngực không đau là xạo á, làm ngực sẽ đau 2-3 ngày đầu. Chân mày Vi điêu khắc hả? Là tự nhiên đúng rồi, chân mày của Vi là chân mày điêu khắc. Đẹp không? Chân mày này là không có vẻ gì luôn á nha, người ta đẹp luôn đó. Thu gọn cánh mũi là 6 triệu nha bạn. Chị ơi, chị làm mũi ở đâu vậy? Chị làm mũi ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus em. Địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5. Chị có check-in á. Mình có check-in ở bên ngoài nè. Check-in pay, các bạn like pay của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus đi. Vi ơi, sữa sụn rồi á, mà đầu của chị to, chị muốn làm nhỏ thì bao nhiêu? Chị đợi xíu để hỏi giá. Chị có xăm chân mày không? Cái chân mày của Vi là không phải là xăm chân mày mà là điêu khắc chân mày. Mắt của mình là mình bấm mí chứ không phải là mình cắt mí. Nếu mà các bạn, mấy bạn nào mà trẻ trẻ tầm 16-17 tuổi đến 20 tuổi thì mình nghĩ mấy bạn làm bấm mí cho mình là được rồi, không cần phải cắt mí đâu. Chừng nào mà mình lớn khoảng 30 mấy 40 tuổi thì mình cắt mí, hút mở mắt này kia, còn bây giờ mình chỉ bấm đơn giản được rồi. Đợi uống nước cái nha, khát nước. Thẩm mỹ thì Vi thấy cái nào đau nhất? Giá thu gọn đầu mũi là từ 25. Thu gọn đầu mũi với là sửa mũi lại là từ 25 cho đến là 50 triệu nha bạn. Còn thẩm mỹ thì cái nào đau nhất thì chắc là mình nghĩ là gọt hàm. Tại vì gọt hàm là mình thấy cưa xương, mình thấy rất là đau, mặc dù mình chưa có gọt hàm bao giờ. Chị phun môi bao nhiêu? Chị quên mất tiêu rồi. Độn càm bao lâu thì hoàn thiện? Độn càm của mình rất là đơn giản chứ không phải là gọt hàm như các bạn nghĩ. Đó là mình độn cục vật liệu trong đây, và chỉ ở trong đây mình cũng không cần phải đi cắt chỉ. Đó là chỉ tan ở bên trong, mình chỉ cần độn một miếng. Đây là xong. Một tuần là mình ăn bình thường. Thật ra vừa độn về là mình húp cháo rồi mình ăn súp đâu được hết. Bạn có chìm trắng không? Vi có chìm trắng nè. Vi ơi, chia sẻ lại chỗ làm mí thì Vi ơi, nãy mạng bị lâu. À, chỗ làm mí của mình tên là Chi Vi. Chi là viết chữ chi bình thường, còn Vi là V với là hai chữ E, Chi Vi. Cái đó mình có livestream rồi, chắc tại các bạn không thấy. Đầu mũi bị đỏ thì làm có sao không Vi? Cái này thì chị, bạn phải đến gặp bác sĩ, tại có thể là da mình bị mỏng á. Cho em xem mèo đi, mèo đang nằm ở đằng kia. Vi không có làm môi nha. À, mọi người hỏi ở đây mà đợi xíu.
Làm răng có bị hở chân không? Hở chân là cười bị gọi là bị gì ta? Bị gì lỗ nú hả? Cười bị hở lợi, đúng rồi, cười bị hở lợi. Nếu mà các bạn bị hở lợi nhiều quá thì nha khoa sẽ tư vấn cho các bạn cắt lợi, nhưng mà mình nghe nói cắt lợi thì rất là đau. Và nếu mà cắt cái nha khoa mà cắt không kỹ sẽ làm cho cái phần nú răng của các bạn nó bị thâm đen á. Hai mắt to nhỏ không đều thì nó làm gì chị? Hai mắt to nhỏ thì chắc là mình đi cắt mắt, với lại là mình mở góc mắt để cho bác sĩ điều chỉnh cho mắt của mình nó đều. Bấm mí đau không ạ? Bấm mí không đau lắm đâu các bạn. Bấm mí là tiểu phẫu, không đau nhiều. Cầm chị, cầm của Vi là hồi đó mình làm 15 triệu, nhưng mà hiện tại thì thẩm mỹ viện đang giảm còn 12 triệu nha. Cầm Vi đẹp nè, nhìn tự nhiên nè. Các bạn đừng có làm kèm nhọn quá, nhìn nó sẽ không tự nhiên. Trời ơi, mình hỏi nhiều quá tại xíu. Bấm mí bao nhiêu? Bấm mí như Vi là 6 triệu nha. 6 triệu là giá giảm rồi đó, giá gốc là 8 triệu. Chị làm răng bao nhiêu vậy? Mình làm răng để coi như là như là khoảng 200 mấy. Nhấn mí bao nhiêu Vi? Mũi sữa giá bao nhiêu? Mũi của mình đó hả? Mũi của mình là giá là hình như là 40 mấy 50 triệu á, tại vì mình sửa lại, hồi đó là mình sửa mũi bằng sụn nhân tạo, sau đó thì cái mũi của mình nó bị lệch, nó bị lõi, cho nên là mình sửa lại bằng sụn tự thân của mình. Là bác Huy sửa lại cho mình á. Nè, cái mũi mình rất là tự nhiên, không có bị lộ sống. Mũi chị là S-line á bạn. Mũi của Vi là S-line nè. Bấm mí có bị chảy máu không Vi? Bấm mí thì có bị chảy máu, nhưng mà chảy máu hơi hơi à, chứ không phải là chảy máu xà 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 ra đâu. Đây là mũi của mình nè, thấy không, rất là tự nhiên. Các bạn chỉ làm, mình nghĩ các bạn làm cái mũi cao cỡ mình nó sẽ tự nhiên hơn. Còn nhiều người á làm mũi cao mà cao từ ở phía trên đây đâm xuống nè, mà mình nhìn thấy nó không có được đẹp. Giảm cân, Vi mới giảm cân. Nâng ngực bao nhiêu bạn? Nâng ngực là đó là mình nâng túi nano là 80 triệu. Hello chị Vinh. Bấm mí ở đâu Vi? Vi bấm mí ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Vinet nha. Địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5. Các bạn share livestream của Vi đi. Với lại là vào LivePay để được giảm giá đôi chút khi mà các bạn đến phẫu thuật thẩm mỹ nè. Như chị nói là làm sụn nhân tạo về sau là bị lệch hả chị? Chị cũng không biết nữa, cũng tùy. Chắc tại vì hồi đó chị làm ở dưới quê, cho nên là nó không được hiện đại như ở đây, không được đẹp như ở đây. Càm sao Vi ơi? Càm của mình là càm độn. Độn càm và gọt hàm là hai cái khác nhau nha. Với lại là bấm mí và cắt mí là cũng hai cái khác nhau nữa. Nâng mũi cấu trúc với S-line là cái nào đẹp Vi? Cấu trúc dạng S-line hả bạn? Là giống của mình nè. Chị xài son hay phun môi? Thật ra là cái màu phun môi của Vi nó cũng giống cái màu son này nè. Cái màu này là mình đang xài, nó mất tiêu rồi. Mình đang ở nhà cho nên là mình đánh son dưỡng. Vì khi sửa mũi mình có tiêm thuốc mê không chị? Vi làm mũi là mình gây tê chứ không có gây mê. Xóa sẹo bao nhiêu Vi? Mình không biết, để coi. Để mình đang hỏi để coi xóa sẹo không. Độn càm nghỉ dưỡng bao lâu Vi? Độn càm đơn giản lắm. Ok, độn càm là mình bạn nghỉ dưỡng tầm 1 tuần thôi. Bấm mí và cắt mí cái nào đẹp Vi? Bấm mí là khi mà mắt các bạn còn trẻ trẻ như Vi là vậy nè, tại vì mắt mình nó không có bị da dư, nó không có bị mở, cho nên là mình bấm mình chỉ luồn chỉ vô là mắt mình sẽ đẹp. Còn mà cắt mí là dành cho những cái người lớn tuổi hơn, như kiểu là của như là mẹ mình á, bị da dư, bị trùng thì sẽ là cắt mí. Ví dụ như là mình đang bấm, Vi đang sử dụng cái bấm mí ở trên mắt của mình. Khi nào mà Vi tầm 30 tuổi hoặc là 40 tuổi mắt mình nó bị trùng xuống thì mình sẽ sử dụng biện pháp là cắt mí. Mũi là
là nâng vĩnh viễn hay là vài ba năm mình phải sửa lại. Mũi là mình nâng vĩnh viễn nha bạn, mình đâu có cần sửa lại đâu. Còn nếu mà bạn thích một cái dáng mới thì bạn có thể đi chỉnh lại. Vi phun hôi cái màu hồng cam á. Đâu rồi? Càm bảo hành bao lâu? Càm bảo hành suốt đời nha bạn. Gây tê nâng mũi cảm thấy đau không chị? Đã gây tê rồi thì không có đau bạn. Gây tê là không có đau gì hết. Với lại là mình được truyền nước biển này kia. Nói chung là cái cảm giác khi mà mình được gây tê á, nó em buồn ngủ, bác sĩ làm thì làm mà cũng không có đau lắm. Chỉ có cái là khi mà hết thuốc tê thì nó hơi tê tê nhất nhất, nhưng mà mình đã có được cho thuốc uống rồi cho nên là không sao hết. Muốn mắt to thì sao ạ? À? Muốn mắt to thì là bạn nên đi bấm mí. Còn nếu mà mắt của mình mà nó hí quá thì mình đi mở góc mắt. Ngực làm xong không mảo ngực tuy to nhưng có sệ xíu không Vi? Mình thì ít khi mảo ngực, nhưng mà khi mà mình đi tập gym hay này kia, mình làm việc nặng thì mình sẽ mảo ngực vô. Tại vì theo thời gian thì cái ngực mình nó cũng sẽ sệ, đúng không? Khi mà mình lớn tuổi cái ngực mình sẽ sệ, hoặc là mình có con, mình cho con bú thì nó cũng phải sệ xuống một xíu. Mắt bị nhỏ do đeo kính thì nên làm sao chị Vi? Chắc là phải mình đi mình nên là mở góc mắt nè, với lại là mình bấm mí. Sao giờ này nập mập quá vậy em? Chết đi. Vi make up nhẹ nhàng thì đúng số tuổi. Ừ, thấy da mặt mình đẹp không? Động càm gây mê hay gây tê vậy Vi? Hồi đó mình động càm mình là gây tê. Cái khúc chích chích tê thì nó hơi như kiến cắn vậy đó bạn. Khi khi mà mình có khúc tê rồi thì mình bình thường, không có đau gì hết. Đau rồi, nhiều câu hỏi quá nè, đợi xíu. Điêu khắc chân mày bao nhiêu Vi? Hồi đó thì mình làm điêu khắc chân mày là như là 4,5 triệu, 5 triệu gì á. Chị ơi, chị có tắm trắng không? Vi có tắm trắng nha. Làm ngực được bao lâu ạ? Làm ngực là mình được bảo hành vĩnh viễn luôn á bạn. Còn cái ngực của mình là cái ngực của Vi làm là chắc cũng khoảng 1 năm hơn rồi. Gì? Nâng mũi cắt mắt vậy khi mà mình tỉnh ra thấy ghê không chị? Đâu có ghê gì đâu bạn. Lúc đó nó chỉ ghê tầm 1-2 ngày đầu nhưng mà mình đã băng hết trơn rồi. Ờ mẹ. Mẹ nè. Xóa quầng thâm và bọng mắt thì như nào chị? Cái đó thì mình chưa biết. Thẩm mỹ có làm môi không? Có, ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus có làm môi nè, có tiêm filler. Có tiêm filler môi. Nghe không, đút mặt nó vô. Nâng mũi bao nhiêu tiền? Hiện tại thì nâng mũi ở Sài Gòn Venus thì đang có giá dao động nha, từ 15 triệu cho đến là 50 triệu. Nói chung là có rất là nhiều giá để phù hợp với từng khách hàng. Các bạn nên lại khám để tự cho mình một cái giá phù hợp để làm mũi nè. Đợt Vi làm lại đầu mũi có phần phải bao được hết mũi không Vi? Không, cái đó là mình chỉnh sơ sơ chứ đâu có làm lại hết mũi đâu bạn. Quy trình mở hốc mắt ra sao ạ? Cái đó là mình chưa biết lắm nè. Hôm nay nhìn thiếu nữ quá. À, thấy mình đẹp không các bạn? Xinh gái. Chỉnh đèn sáng sáng lên chiếu ơi. Bấm mí bao nhiêu tiền Vi? Bấm mí là 6 triệu nha các bạn. Vi sinh năm 98, ok. Mũi của chị là sụn gì vậy chị? Mũi của chị là sụn tự thân của chị, sụn lấy từ sau lỗ tai của chị nè. Vi làm mũi. À, các bạn nào mà mở góc mắt á, các bạn nên đến trực tiếp thẩm mỹ viện để tư vấn. Vi làm mũi cam ngực đều ở Venus thôi. Đúng đúng rồi, mình làm từ trên xuống dưới đều của là Venus hết. Bác Huy làm cho mình hết luôn á các bạn. Da mặt xài kem gì vậy? Lâm không? Ờ, có chừng bay lông. Con mèo mình nó quậy lắm các bạn đừng coi đó. À,
Nuôi mèo dễ thương nữa, mèo rất là dễ thương. Da mặt thì đẹp nhưng mà con cái là nó bị tàn nhang nữa chứ. Tàn nhang này là hồi nhỏ nha. Mắt của Vi có mở khóe mắt không? Mắt của Vi là không có mở khóe mắt, là mình chỉ bấm mí thôi. Tại vì hồi hồi đó mắt mình một mí nhưng mà nó cũng 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 to rồi đó. Nay mắt Vi tự nhiên không? Nhìn tự nhiên nha. Chị Vi có truyền trắng nè. Gì? Cảm giác khi mà ngực tự nhiên và ngực gì và làm ngực xong thì cái nào thích hơn chị, có thoải mái không? Hồi đó thì trước khi chị làm ngực thì chị không có ngực nên chị cũng không biết cảm giác có ngực thiệt nó như thế nào em ơi. Nhục nhã không chịu được. Mình sửa mũi hơn 4 tháng, khoảng 4 tháng nhưng bây giờ cảm giác hơi lệch. Vậy thì mình bao lâu mới có thể sửa lại được hả Vi? Cái này thì chị nên đi lại bác sĩ để khám coi rõ bên trong thịt của mình như thế nào. Vi ơi bấm mí bao nhiêu ạ? À? Bấm mí như mình, như là mắt của mình là 6 triệu á các bạn. Làm càm mà bị trúng nhẹ hay là mạnh chút thì có sao không bạn? Không, không bình thường. Thật ra là các bạn chưa có làm cho nên là các bạn nghĩ nó nghiêm trọng, chứ thật ra các bạn làm ở trên mặt rồi nó rất là bình thường nha, đâu không có bị gì hết. Chảy mồ hôi luôn. Mũi Vi nhìn tự nhiên quá. Ừ, mũi của Vi là làm dáng S-line. Bé này thẩm mỹ mà không nhìn được. Đúng. Thế Vi nhìn rất là dễ thương nè. Ốm lại rồi vừa á. Và chạm mạnh có sao không? Không, bình thường. Chế Vi giảm được mấy cân này? Giảm được 3 cân rồi bạn ơi. Mấy bữa trước béo quá Vi ơi, bữa nay đỡ rồi. À, em sẽ sắp xếp qua chị sớm thế nè. Gì skin care cho da tàn nhang như thế nào Vi? Vì cũng không biết, mình thấy cái tàn nhang ở trên mặt mình nó rất là sinh động cho nên là mình để cho nó sinh động. Vi tắm trắng kiềng trắng. Vi xài kem gì mà da đẹp vậy? Sửa ngực xong thì có đi tập gym được không? Vi được, bình thường. Đi đánh lộn bây giờ còn được nữa, chi là tập gym. Mình sửa mũi rồi mà thiếu đầu mũi, bác sĩ có độn được thêm ở đầu mũi được không Vi, và giá bao nhiêu? Được nha bạn. Bác sĩ sẽ chỉnh độn ra thêm một xíu cho đầu mũi, cho nhìn cái mặt nó cân cân. Nhưng mà các bạn đừng độn dài quá nha. Cái này thì các bạn nên đến để cho bác sĩ coi. Không có ngực mà sao không gì để phát triển tự nhiên em. Người ta đó không có vú mà người ta phát triển tự nhiên gì cha ơi. Chị có mỹ phẩm về mụn đầu đen không? Vì thì chưa dám làm những cái mỹ phẩm ở trên mặt. Tại vì mình rất là sợ. Bạn ơi, con mèo của bạn mua bao nhiêu tiền vậy? Con mi cương tay cụp nhà mình hồi đó là mình mua nó 6 triệu rưỡi á. Đâu, sửa mũi rồi đụng mạnh có bị lệch hay gãy không? Không, không có đụng mạnh đâu có bị gì đâu các bạn. Khéo lo. Làm đi mà, không có bị gì đâu. Mắt Vi bấm thì dùng được bao lâu em? Mắt của mình từ lúc bấm tới giờ mình dùng gần 2 năm rồi đó. Mình đâu nó đâu có bị xạ trị gì đâu. Nhìn à, mắt mình là rất là tự nhiên, rất là có hồn. Đợi xíu nha. Không phải là cũng có tiền sửa. Thật ra là phụ nữ thì mình cũng nên sửa sửa ra chút. Làm mũi ở đâu vậy Vi? Ở Hàn Quốc hay ở Nam? Mình làm ở Việt Nam, là thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5. Mình có check in ở bên ngoài cái livestream này á, các bạn vào live bay đi. Chị ơi, nâng mũi thì bao lâu có thể hoạt động bình thường ạ? À? Bao lâu? Là 1 2 tuần là bạn có thể hoạt động bình thường, rồi sau khi mà mình cắt chỉ mình có thể hoạt động bình thường. Vi ơi, livestream xong xe xong gì lại nha, gì tôi có cảm giác nhìn gì gì nói gì không hiểu gì trơn rồi nha. Chị có đụng mạnh mũi của chị được không? Được, nhưng mà tại sao chị lại phải đụng mạnh chứ trời ơi. Nay ốm à? Ốm hơn Vi truyền trắng hả? Mình cũng không biết nữa. Hồi đó là mình mua một cái gói truyền trắng, một cái gói làm đẹp 1 năm, hình như là mười mấy triệu, 20 triệu gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Chị nuôi mèo ở nhà có còn chuột không chị? Nhà sao mà còn chuột được, tại vì mình ở chung cư mà sao mà có chuột được nè.
Với lại mình ở trên tầng cao lắm. Nhấn mí như chị là nhấn ở đâu ạ? Cái chỗ mà vi check in ở ngoài đó các bạn, nãy giờ mình nói muốn khô cổ họng luôn. Mỗi vi làm bao nhiêu á? Mỗi vi làm là gần 50 nha, là bao gồm cả chi phí rút cái sụn bị lệch của mình ra để làm lại cái sụn tự thân của mình. Bao nhiêu tuổi thì làm mũi mới tốt? Mình nghĩ là tầm 17, 18 tuổi là mình có thể làm mũi được rồi, lúc đó là mình lớn rồi. Mở hốc mắt có để lại sẹo không Vi? Mở hốc mắt không có bị để lại sẹo gì đâu các bạn. Kể cả cái mắt của mình đã bấm mí mình vẫn không có để lại sẹo. Đâu có tiêu tròn các bạn. Có mở rộng khóe mắt không Vi? Có nha, thẩm mỹ viện bên Vi làm có mở rộng khóe mắt. Bác Huy làm cho mình từ đầu tới đích luôn á nha, làm mắt, mũi, càm, ngực là bác Huy làm cho mình hết. Các bạn nhớ share cái livestream của Vi để được thẩm mỹ giảm tim. Chỉ mà khi mà các bạn qua bên đó làm phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ được giảm đi đôi chút nè. Nhưng mà các bạn mở góc mắt á, nó có sẹo hay không đó là tùy vào cơ địa, nó cũng phải tùy vào cái sự kỹ của các cái người chăm sóc cái vết thương. Vi ơi, mắt mình nhiều mỡ với da thừa thì có bấm mí được không hay là phải cắt? Nếu mà quá nhiều mỡ với da thừa thì mình nghĩ bạn nên cắt mắt nó sẽ đẹp hơn. Ngực của Vi bao nhiêu cc vậy Vi? Ngực của mình là 300 cc mỗi bên. Giá làm góc mắt là 8 triệu nha các bạn, mở góc mắt là giá 8 triệu. Mặt chị bây giờ có đánh phấn hay đánh kem gì không vậy chị? Mặt mình có một cái lớp phấn nước. Nhưng mà cái người của mình á, cái tay của mình á, nó còn trắng hơn cái mặt á. Tại vì giờ do mình kem body á các bạn ơi. Các bạn đợi 2 tuần nữa kem body của mình ra. Làm ngực độn càm kiêng cử lâu không Vi ăn uống? Nhưng mà mình về ăn uống thì mình kiêng một tháng đi. Mình kiêng một tháng là không ăn mấy cái hải sản, không ăn nước tương, cho cái vết thương mình nó đẹp, nó không có bị thâm, nó không có bị cương cái vết thương lên nữa. Nhà xa đi làm mũi xong đi xe hơi dàn có sao không chị Vi? Chắc không sao đâu bạn. Bình thường với lại là thẩm mỹ viện Sài Gòn Vinhomes là có chỗ ở lại cho khách hàng nữa. Bữa nào chị để mặt mộc đi, chị hay để mặt mộc ở trên Facebook đó. Vi ơi, cho mình hỏi làm răng đau không Vi? Làm răng hả? Làm răng thì lúc chích tê thì nó hơi đau. Trung tính gì? Trung tính có ở với Vi không? Trung tính là em trai của mình hả? Em trai của mình là đang đi học ở dưới Vũng Tàu á. Chị nào mà có nghỉ hè hay là nghỉ lễ nó mới lên đây chơi. Nâng ngực xong có được thoải mái không em? Nâng ngực xong thì bình thường thoải mái. Mắt Vi bấm có mở góc mắt không? Mình không có mở góc mắt, mình chỉ là bấm thôi. Còn bạn nào mà mắt nhỏ thì các bạn nên là mở góc mắt cho con mắt mình nó to, long lanh hơn. Môi của Vi là phun màu hồng cam baby. Các bạn phun môi lợt thôi, nhìn cho nó trẻ. Mũi slide bọc sụn hay cấu trúc vậy chị? Của chị là bọc sụn. Kem body bao lâu mới có vậy Vi và bao nhiêu tiền? Cái kem body của mình á, cái chất kem nó rất là đã luôn. Là khoảng 2 tuần nữa là kem body của mình về và mình bán cái giá là 295 một cái hũ rất là to 300 gram. Nói chung tới đó thì mình nghĩ tất cả mọi người sẽ thích. Vi ơi, muốn tăng cân như thế nào vậy? Mình có làm cái clip chia sẻ bí quyết tăng cân á, mấy bạn vô xem đi nha. Chân mày của chị có xăm không? Chân mày của Vi không gọi là xăm nhưng mà chân mày mình điêu khắc. Làm răng hết nhiêu em? Tiêm mũi filler có an toàn không Vi? Tiêm mũi filler an toàn là nếu như là bạn lựa một cái nơi uy tín thì nó sẽ an toàn. Và ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Vinhomes là cũng có cái tiêm mũi filler luôn. Các bạn có muốn biết giá không để mình đọc cho các bạn nghe. Filler filler hàng là 1cc 6 triệu, còn filler của Mỹ là 12 triệu 1cc nha. Nói chung á, cái gì thì các bạn phải lựa một cái sản phẩm chất lượng. Nhưng mà các bạn đừng có ham rẻ quá nha. Ham rẻ quá mình đưa lên mặt mình nó không có tốt đâu. Biết bao nhiêu vụ từ filler rẻ tiền ra đó.
Môi vi phun bao lâu mới lên màu? Thì phun xong sau khi mà mình lột cái lớp mày ra thì nó lên lên màu. À, làm răng rất là nhiều. Kem body có chống nắng không Phi, hay là chỉ là dưỡng? Kem body của mình là có chống nắng. Cái chỉ số chống nắng của mình là mình không có khai gian chỉ số chống nắng của mình. Chỉ số chống nắng của mình là đúng luôn là SPF là 15, chứ mình không có khai gian cái chỉ số chống nắng trong kem của mình. Chị có xài mỹ phẩm cho da mặt, mình có xài nè. À, ở đây hình như là mình không có tiêm quầng thâm mắt các bạn. Chị ơi, làm mỗi loại nào bảo hành vĩnh viễn ạ? Em làm ở Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì loại nào em cũng được bảo hành hết. Làm mũi bọc sụn đẹp hơn hay là cấu trúc đẹp hơn với giá thế nào luôn? Cái việc mà mũi bọc sụn đẹp hơn hay là cấu trúc đẹp hơn đó là tùy vào cái mặt của từng người. Thì các bạn phân vân cái đó thì các bạn nên đến bác sĩ khám nè. Và để coi, mình để coi giá cho các bạn nha. Là các bạn nâng mũi S-line cấu trúc á, là đang giảm còn 30 triệu. Rồi à, nâng mũi sụn sườn là từ 60 giảm còn 50 triệu nè các bạn. Thấy da mặt mình đẹp không? Phun môi thì bao lâu nó mới... Cái màu này là mình phun lâu là lâu, lâu dữ lắm rồi, mình chưa nhả màu nữa. Chân mày điêu khắc khác với phun xăm như thế nào? Có hút mỡ bắp tay không Vi? Nói chung là mình cũng có ý định là hút cái gì đó trên người mình, nhưng mà để mình tham khảo thêm. Các bạn còn cái gì hỏi nữa không nè? Chị Vi đẹp quá. Mắt chị làm những gì để được to lên như thế ạ? Mắt của chị là chỉ là bấm mí thôi á. Chị bấm mí 6 triệu thôi là mắt của chị nó đã bự lên như vậy. Các bạn nên đi bấm mí đi. Sao chị xem mắt? Các bạn ơi, các bạn xem livestream của mình á, nó có bị mạng kém không nhỉ? Chị sinh năm mấy vậy Vi? Chị sinh năm 98. Nâng ngực sau này có ảnh hưởng gì tới sinh con không chị? Nếu mà nâng ngực cái thời hồi đó thì nó sẽ ảnh hưởng sau khi mà mình sinh con. Còn nếu mà bây giờ thì mình nghĩ cái việc đó nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại vì bây giờ mình làm túi gel. Còn hồi đó là mình tiêm silicone rất là độc. Bây giờ mình làm cái túi gel, khi mà các bạn cho con bú sữa nó cũng chỉ chạy ở ngoài cái túi gel, nó không có ảnh hưởng gì hết. Da mặt chị đẹp. Cho mà đẹp vậy, thấy da mặt đẹp xuất sắc không? Bấm mí đau không chị? Bấm mí là không đau, bấm mí là tiểu phẫu không đau nhiều. Nó chỉ như là các bạn đi chích hay là các bạn đi tiêm khi mà các bạn bị bệnh gì đó. Các bạn vô tầm 15-20 phút ra là mình đã con mắt, mình đã có được con mắt 2 mí rồi. Mà cái giá đâu có nhiều đâu đúng không? Nó có 6 triệu thôi, nhưng mà các bạn nên tìm những cái cơ sở uy tín các bạn làm. Còn các bạn làm mấy cái cơ sở lẻ lẻ mình nói thiệt á, các bạn làm tầm 2-3 tháng mắt bạn trở về một mí. Mình nói thiệt, tại vì hồi đó mình có làm một vài lần ở những cái chỗ khác. Trước khi mà mình đến Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì con mắt của mình nó bị xả trĩ ra một bên một mí, bên hai mí, trông rất là kỳ cục. Bên Thẩm mỹ viện có hút mỡ bọc mắt không chị Vi, và chi phí là bao nhiêu? Hút mỡ bắp tay là giá bao nhiêu vậy chị? Hút mỡ là giá của mình là từ 25 triệu cho đến 35 triệu một vùng nha các bạn. Em bấm mí ở đâu vậy? Mình bấm mí ở Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nè. Là mình đang live stream này, là mình có check in ở ngoài á. Các bạn phát ra live stream của mình có check in bay của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Và mình có tag bác sĩ Huy vô là bác sĩ làm phẫu thuật cho mình hết nguyên mặt và ngực của mình nữa. Chị có sữa càm không? Vi có sữa càm. Chia sẻ bí quyết giảm cân để mình làm cái clip chia sẻ bí quyết giảm cân sao nha. Sao chưa đi? Sao chị xinh nhẹ? Cho em làm gì, cho em hỏi là có chi nhánh ở An Giang đúng không? Thẩm mỹ viện của mình chưa có chi nhánh ở An Giang nè.
Bên thẩm mỹ viện có tẩy tàn nhang không chị và giá bao nhiêu? Đợi xíu đi chị hỏi cho. Bí quyết giảm cân của em, mình sẽ làm cái bí quyết giảm cân sau nha. Sao chưa biết nhiều về mỹ phẩm vậy? À, tại vì đó mình thích mỹ phẩm, mình sử dụng nhiều mỹ phẩm cho nên mình biết. Chế ơi, bấm mí giữ được bao lâu ạ? À? Mình nghĩ bấm mí giữ được sẽ rất là lâu. Nếu mà các bạn đến thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì bác Huy sẽ bấm mí cho các bạn giữ rất là lâu, giống như là mắt của mình. Mắt của mình đã 2 năm rồi, nó không có bị tụt chỉ, nó vẫn hai mí nó vẫn đẹp nè. Mặt bạn làm những gì vậy? Mặt mình đã làm mắt, mình đã làm mũi, mình làm răng, mình làm càm. Đang đọc bài báo của Vi. Động động tới mèo nhà mình. Mình rất quan trọng mèo nhà mình. Chị Vi có tiêm thon gọn mặt không? Mình không có tiêm thon gọn mặt nè. Thanh kiều quốc hương cũng muốn sửa mũi nhưng mà sợ đau. Thật ra đau thì cái điều đó là ai cũng sợ, nhưng mà vì sắc đẹp thì nên hy sinh một lần. Thật ra nó đau có một tuần đầu rồi, qua tuần thứ hai mình cắt chỉ là mình có được cái mũi đẹp rồi. Với lại là sửa đi cho nó, cái phong thủy của mình nó tốt hơn. Mình là phụ nữ mà, đầu tư phụ nữ đầu tư cho bản thân là không bao giờ là lỗ. Bính chết bây giờ. Sao chị không sửa môi trái tim? Đừng kêu chị làm cái đó, chị không thích đâu. Nâng mũi bao nhiêu vậy bạn? Nâng mũi là mình á, là cái mũi của mình á hả? Cái mũi của mình là tầm khoảng gần 50 triệu. Còn nếu mà các bạn lại cái thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì sẽ có rất là nhiều giá cho các bạn lựa chọn nè, từ 15 triệu nè cho đến 50 triệu luôn. Sửa mũi một lần xong giữ trọn đời luôn á chị. Đúng rồi, các bạn sửa một lần là sẽ giữ trọn đời. Mắt bên to bên nhỏ, nếu đi cắt mí thì có chỉnh đều cho mắt lại không? Cái gì có chỉnh đều mắt lại rồi cắt không bạn? Cái đó thì mình không biết nhưng mà mình nghĩ chỉnh được, bác sĩ chỉnh được cho bạn. Ôi trời, nhiều đứa nó nói mình mập như con heo mà. Gầy cũng không được mà mập không được, sống mình mập mấy quá. Nâng mông hoặc là bơm mông thì là bao nhiêu tiền em? Chí bầm bầm đại chiếu coi cái nha. Độn mông á là 3.500 các bạn. 3.500 bao nhiêu nhỉ? 70 triệu à? À, 70 mấy triệu. Mắt Vi không có tạo khóe mắt hả? Mắt mình không có tạo khóe mắt. Tại mình thấy mắt mắt mình có gì đâu mà tạo. À, lời đúng mà. Môi bạn có phun không? Môi Vi có phun nè. Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là ở địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5 nha các bạn. Bye bye. Không, mình bye bye cái người ở trong nhà mình. Chứ không có bye bye các bạn. Tin tin. Răng em làm bao nhiêu tiền? Răng răng của Vi á. Răng của Vi là hồi đó mình làm nhiêu nhỉ? 16 triệu rưỡi một cây á. Ai có thể nói giùm em giá nâng ngực không ạ? À, em hỏi Vi không thấy. Giá nâng ngực của mình á, ngực ngực của mình là mình làm là túi nano là giá 80 triệu. Còn ở đây mình có rất là nhiều giá, ở bên thẩm mỹ viện có rất là nhiều giá cho các bạn lựa chọn. Là giá tầm khoảng từ 52 triệu cho đến là 80 triệu nha, có rất là nhiều giá. Nói chung các bạn vô là giá nào cũng có hết. Mặt Phi thon quá, Phi có làm gì không? Không, mặt mình không có làm gì hết. Chỉ làm nguyên hàm mà chị. Vì là độn độn càm chứ không phải là làm hàm. Độn càm là mình chỉ độn một xíu ở dưới đây chứ không phải là mình cưa hàm đó, các bạn hiểu không? Cánh mũi là 8 triệu nha các bạn. Chị làm ở đâu vậy? Hút mỡ bao nhiêu? Cái đó thì mình chưa biết rành giá nè, nhưng mà mình cũng đang tham khảo, tại vì mình đang cũng rất là thích hút mỡ bụng để có được một đáp phòng eo thon rộng hoặc là quyến rũ.
làm sao cho da căng bóng vậy Vi, do bạn dưỡng hay là tiêm căng bóng? Cái mặt mình thề luôn á, trên mặt mình là mình không có tiêm một cái gì luôn. Nó chắc tại vì một phần là do cái độ tuổi, là do mình cũng hơi mập mập lên cho nên nhìn tròn. Với lại là trên mặt mình đang đánh cushion căng bóng mình nè. Cắt mí với bấm mí khác nhau không chị? Đúng, cắt mí và bấm mí là nó khác nhau. Bữa Vi răng của Vi là Vi làm hai hàm, hàm trên và hàm dưới luôn, đúng không? Các bạn thấy mình mập lên là nhìn nó xinh hơn đúng không, nhìn hấp dẫn hơn, nhìn nó đầy đặn hơn á. Muốn da trắng hơn mà không biết sử dụng kem da trắng hả? Nếu mà các bạn muốn da body trắng thì các bạn đợi 2 tuần nữa kem body của mình ra, các bạn ủng hộ mình nha. Bả mập thì bả xe bí quyết tăng cân, còn bả ốm bả xe bí quyết giảm cân, gì bả cũng làm được hết á. Đúng rồi, cái gì mình cũng làm được hết á. Cho anh contact để liên hệ quảng cáo. À bạn ơi, bạn liên hệ quảng cáo thì bạn nhắn vào Facebook của Vi đi. Màu mắt chị dùng là màu gì vậy? Cái màu mắt của chị dùng á là như là màu cam cam á nha. À, cắt mí giá như thế nào và bấm mí giá như thế nào vậy chị? Bấm mí á là giá 6 triệu. Còn cắt mí là mình có hai giá, là mình Vi đang đọc mấy cái giá giảm rồi nha. Là cắt mắt mini là 8 triệu, còn cắt mắt total là 12 triệu. Nhưng mà mắt của mình á, là mình bấm mí là 6 triệu, là giá đã giảm rồi, giá gốc là 8 triệu đó nha. Chị có cắt cánh mũi không chị Vi? Vi thì mình Vi không có cắt cánh mũi, nhưng mà nếu mà các bạn cánh mũi các bạn bị to, bị thô thì các bạn nên cắt cánh mũi, và chi phí cắt cánh mũi là 8 triệu. Mai đi làm móng tay lại nè. Kiếm gì vậy? Cười nha. Chị ơi, chia sẻ cách giảm cân để Vi sẽ chia sẻ cách giảm cân. Cười nhỏ. Em có ngồi lên đâu nhỉ? Hình như da mặt của mình là có tàn nhang. Các bạn thấy không? Da mặt của mình nè. Có tàn nhang, nhưng mà cái tàn nhang này á là cái tàn nhang bẩm sinh của mình á các bạn. Chị không có hết, nhưng mà mình thấy nó cũng dễ thương cho nên là mình để trên mặt luôn. Cắt cánh mũi với nâng luôn thì giá sao chị? Nếu mà cắt cánh mũi là 8 triệu và nâng luôn là nâng mũi thì ở đây có rất là nhiều giá. Chắc cũng phải tầm 20 mấy, nếu mà ít nhất thì cũng phải là 20 mấy. À, Google nè. À, cái mặt nó ướt nè. Đi ra. Cắt mí nhiêu vậy chị? Cắt mí là mình đang có hai giá là 8 triệu với là 12 triệu nha các bạn. Màu son của Vi nè. Nói chung là mình chỉ thích mấy cái màu lợt thôi. Em muốn làm mũi với là ngực vừa vặn, không quá lộ. Chị tư vấn cho em nha. Ok. Nhưng mà các bạn muốn làm ngực làm mũi như thế nào, ý các bạn như thế nào thì các bạn nên nói với là cái bác sĩ làm cho mình. Bác sĩ sẽ làm theo ý của các bạn. Khách hàng là trên hết mà. Bạn hỏi cho mình xem thẩm mỹ viện có dịch vụ chữa tàn nhang không. Ok, thì mình sẽ hỏi xem thẩm mỹ viện có dịch vụ chữa tàn nhang không nha. Bơ môi nhiêu Vi ơi? Bơ môi là mình tiêm filler đúng không các bạn? Ở đây là mình có giá filler nè. Ở bên thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì filler có hai loại, đó là filler của Hàn và của Mỹ. Của Hàn là 1cc 6 triệu, còn của Mỹ là 12 triệu 1cc nha. Với là không có trị tàn nhang. Son chị đánh là màu hồng, màu cam gì á, cũng biết nữa. Chê.
Làm ngực xong nó khó chịu không bạn? Vì làm ngực xong không khó chịu gì hết, chỉ là khó chịu mấy ngày đầu mình làm thôi, tại vì vì cái người mình đang ấy mà có hai cái vật thể nằm ở trong đây, cho nên là mình sẽ thấy hơi lạ lạ, nhưng mà từ từ là quen à, 1-2 tuần là quen hết trơn. Tim má baby là khoảng bao nhiêu cc chị? Để chị hỏi xem, chắc mỗi bên 2 cc nhỉ, hai bên là 4 à, không ta. Điêu khắc đau không chị? Điêu khắc chân mày là đâu có gì đâu mà đau, người ta ủ tê cho mình rồi, người ta vẽ lên. Ở quận mấy vậy chị? Là thẩm mỹ viện ở quận mấy hả? Thẩm mỹ viện là ở quận 5, 406 Trần Hưng Đạo, quận 5. Ở đó có cách hàm không em? Để chiếu, để xíu mình hỏi coi coi là có cách hàm không nha. Chị ơi, chị đã từng triệt lông chưa? Em đang định làm mà vẫn còn vân vân. Hiện tại thì mình đang triệt lông á, mình vừa vừa mới mua một cái gói triệt lông. Tim mát baby là dao động từ 5 cc cho đến là 15 cc nha các bạn, tùy vào cái độ mỏ trên mặt của các bạn nè. Chị Vi ơi, cắt mí bị sẹo lòi ở da xí bùm bùm giờ giờ phải sao hả? Em nghĩ có bôi thuốc sẹo thì nó cũng không ăn thua, kỳ vậy ta. Em có ăn hải sản không mà tại sao nó lại bị sẹo lòi? Để lần sau mình sẽ chia sẻ cái chỗ làm mày với làm mí nha. Chị nâng ngực hết bao nhiêu vậy ạ? À, chị nâng ngực hết 80 triệu á em. Bấm mí có sưng không chị? Tất nhiên nó sẽ sưng, nó sưng là tầm 1 tuần đầu, sưng 2-3 ngày đầu thôi. Nếu mà cơ địa lành, hồi đó cái cơ địa rất là lành, cho nên là mình bấm mí xăm tầm 3-4 ngày là nó không có bị, nó không có sưng nữa. Độn càm như Vi, độn càm như mình, độn càm như mình là giá 15 triệu và đang giảm còn 12 triệu các bạn. Nhưng mà các bạn nào mà bị càm ngắn hoặc là bị càm lẹm, hồi đó là mình nói thẳng ra là mình bị càm lẹm á, ví như nhìn phía trước cái mặt tròn nhưng mà người nhìn nghiêng nghiêng nó hơi thiếu thiếu á, nhìn kỳ kỳ, cho nên là mình đã độn thêm một xíu nữa cho cái mặt mình nó cân lại, tại vì cái khoảng trán của mình nó rất là cao mà cái càm của mình thì nó ngắn quá, nhìn nó cũng hơi quá đản á, cho nên là mình đã độn thêm một ít càm nữa cho nó xinh, cho nó cân cái mặt hài hòa. Để xíu bơm bơm nè, đọc tiếp đây nè. Chị triệt vùng nào vậy ạ? À, có hiệu quả không? Có em, chị đang đang triệt cái vùng nách này, hồi đó thì chị có triệt nhưng mà lúc làm ngực thì chị bỏ quên một thời gian luôn, nhưng mà bây giờ mình triệt lại. Chị ơi, chị có tiêm filler không? Vì không có tiêm filler nhưng mà thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus có tiêm filler. Á mà mình chấm tàn nhang bị sao rổ, thẩm mỹ viện có trị được không? Ở thẩm mỹ viện không có trị tàn nhang nè. Đợi xíu thằng mà lên cái nha, tụt cái ghế rồi. Ui chà, làm răng đau không Vy? Phong hoa đâu vậy Vy? Nhìn em đẹp quá. Vy chân mày là chân mày ngang nhưng mà nó cũng hơi cong cong ở phía đuôi một xíu, nhìn cho cái mặt mình nó mềm mại. Hai con mèo nó quậy ghê nghe nghe lên kiên biết. Ờ, mèo nhà mình rất là quậy. Chị có tiêm filler không? Vy thì không có tiêm filler. Em bị càm chìa ra trước ý, có nên cắt bớt hàm để thu càm vào không? Nếu mà em bị nhiều thì em nên cắt hàm, cái đó là em đang đang bị mớm đúng không em? Cua hàm thì sẽ rất là đau á. Cắt mí đau không chị? Cắt mí thì cũng không đau lắm, nó chỉ là nằm ở trên mắt thôi. Màu mắt của Vi, ủa như xí bùm bùm. Vi mua cái gói triệt lông mắt của mình là như là 6 triệu á gì á.
làm ngực có mất cảm giác ở ngực không vi. Lúc đầu một hai tuần đầu thì nó sẽ còn hơi tê tê là tại mình không quen, nhưng mà bây giờ cảm giác vẫn bình thường, đâu có cái gì đâu nè, mình làm ngực mà đâu có bị liệt ngực đâu mà lo. Chị làm thẩm mỹ tất cả hả chị? Đúng rồi, mình làm thẩm mỹ những cái gì mà mình thẩm mỹ ở trên người thì mình đều làm ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Mũi vi sữa dán như vậy, mũi mình làm S-line. Làm bao nhiêu? Mũi của mình là làm 50. Nâng mũi đau không chị ơi? Gì? Nâng mũi có gây mê không? Nâng mũi mình nghĩ là gây tê nhiều hơn á, tại ít có ai là nâng mũi là gây mê. Đỡ khi đang gây mê mà làm cái chỗ đang thở là không thở được như thế nào nha. Răng của chị có bị ê không? Sao bị ê? Ngực bao nhiêu tiền bạn? Ngực của mình làm 80 triệu. Chia sẻ bí quyết giảm cân, mình sẽ làm một clip chia sẻ bí quyết giảm cân ha. Chị làm thẩm mỹ có sợ va chạm với những cái bộ phận thẩm mỹ không chị? Không, mình không sợ va chạm gì hết, có gì đâu mà sợ. Làm răng là làm luôn, là làm cả hàm luôn à chị. Mình như là mình làm mùi trên mùi dưới thì phải. Nè, các bạn ơi, các bạn còn hỏi gì nữa không nè? Không hỏi thì mình học nha. Các bạn nhớ share livestream của Vi. Nhớ share livestream của mình để khi mà các bạn phẫu thuật thẩm mỹ các bạn sẽ được giảm giá. Chị ơi, em cũng muốn sửa cho mình đẹp hơn nhưng mà không biết gì nên sửa gì trên người. Người ta gì? Sửa gì? Người ta có tư vấn cho mình không ạ? Hay tùy ý mình ạ? Cái này mà em đến thẩm mỹ viện thì sẽ được bác sĩ và mấy cái chị ở đó sẽ tư vấn cho em. Nói chung là nếu mà em có cái ý kiến riêng về cái mình làm ở trên mắt, ví dụ như là mình muốn làm mũi cao hơn xíu, hoặc là mình muốn làm cho cái đầu mũi đưa ra, hoặc mình thích mắt, cái mí mắt của mình nó to, thì là mình nói với bác sĩ sẽ làm cho mình. Nhưng mà nghe theo lời khuyên của bác sĩ sẽ là đúng đắn nhất. Còn mình đơn giản lắm, mình chỉ cần nói với là bác Huy là làm cho con cái mặt đẹp, nhưng mà đẹp theo cái kiểu tự nhiên á, đừng có đẹp quá. Tại cái mặt con không thể nào mà đẹp quá được. Không thể nào mà đẹp theo cái kiểu mà sắc sảo, theo cái kiểu như là mấy cái bạn ở Tây á. Nói chung là mình cứ sửa cái từ một cái mũi thấp. Hồi đó cái mũi của mình là cực kỳ thấp luôn rồi đó ha. Đi học rồi mình xấu lắm đó nha. Nhưng mà bây giờ sửa lên nhìn xinh nè. Hồi đó cái mũi mình nó thấp, nhưng mà có nhiều chị đi vô thẩm mỹ viện đề nghị bác sĩ sửa cho mũi của mấy bả cao, giống như là địch lệ nhiệt ba. Trời chắc chẳng biết có đủ da mà sửa nó chổng cao lên đây nè, là nhìn kỳ lắm đó nha. Chị ơi, mí mắt to đau không ạ? Bao nhiêu tiền? Là cắt mí hay em bấm mí hả? Bấm mí giống chị là 6 triệu quá em. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị off nha. Hẹn gặp các bạn vào livestream lần sau. Và các bạn nhớ like pay của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus và share livestream của Vi để được giảm giá khi mà mình phẫu thuật thẩm mỹ. Hẹn gặp các bạn vào clip nói chuyện về mấy cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ lần sau ha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. À, địa chỉ của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5 nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì mà muốn được tư vấn kỹ hơn thì các bạn nên đến thẩm mỹ viện để gặp những cái chị chuyên viên và bác sĩ để tư vấn cho các bạn nè. Bye bye mọi người.